Xin chào cô chú anh chị em và tất cả các bạn. Hôm nay đang là ngày 2 tháng 9 năm 2023. Thì trước mặt đây là những cây ngọc điểm Thái, cây rất là đẹp, đã được tôi lấy về và để qua thời gian xả thuốc của nhà vườn. Thì đây là những cây rất là khỏe mạnh và cây và ngọc điểm này thì nó là màu lộn xộn. Hiện nay chỉ có cái màu cam lửa là chuẩn màu. Những cây này tôi đã lấy một cái đợt riêng. Còn cái lớp ở bên này là có 7 màu, nhưng bây giờ nó bị lẫn thì không thể xác định chính xác được. Nhưng tôi cũng ước lượng và nếu như ai lấy thì tôi cũng có thể là lựa chọn nó tương đối. Tuy nhiên là cái này chúng ta gọi là màu xổ số đi. Trong nó gồm có màu cam lửa này, màu hồng cánh sen, màu trắng, rồi màu trắng chấm, rồi màu sắp pháo, màu bọt sữa, rồi màu cam nhạt, như đây gọi là cam nhạt. Tuy nhiên là đánh như thế này nhưng mà hiện bây giờ là tôi hôm trước là về cái tem của nó bị bay đi rồi. Cái này bây giờ xác định nó là xổ số, không xác định chính xác, chỉ có cây cam lửa này. Thì giá bán của cây cam lửa vẫn là 125.000. Còn những cây mà bây giờ gọi là màu xổ số ấy, còn không nữa thì ai muốn chính xác thì đợi đến Tết. Tất cả những cây này là đến Tết nó sẽ nở hoa. Và khi nở hoa thì từ bây giờ đến đó, chăm sóc đến đó thì nó cũng đã gọi là thuần. Và nó sẽ cho nụ, cho hoa, thì lúc đó giá nó sẽ cao hơn khá nhiều. Vậy nên anh chị em nào mà muốn sưu tầm thì chúng ta hãy sưu tầm sớm thì nó đỡ đồng tiền và mình chăm sóc nó cũng vui vui. Thì trong cái dịp mùng 2 tháng 9 này thì tôi bán như sau. Thứ nhất là đối với các cây thì giá tôi vẫn giữ nguyên. Đó là 125.000 đối với những cây chuẩn màu cam. Còn 110 đối với tất cả những cây còn lại. Quy cách của cây thì nó đều là từ 9 cho đến 10 lá. Và chiều cao của cây từ dưới đáy chậu lên thì khoảng 28 đến 30 cm. Và bề ngang của lá cũng như vậy. Như vậy chúng ta có thể ước lượng được cái kích thước của cây. Chứ không nói là quay gần thì nó to mà quay xa thì nó nhỏ. Mà đây là chúng ta thứ nhất là lá từ 9 đến 10 lá. Khi tôi gửi cây đi thì lá là từ 9 đến 10 lá. Và kích thước của nó là như vậy. Cây thì bảo đảm khỏe mạnh đến tay mọi người. Về khuyến mãi đối với cái đợt này như sau. Thứ nhất là trước đây tôi bán thì từ 5 cây tôi mới bao ship. Riêng cái đợt này thì 3 cây tôi sẽ bao ship với giá tiền đó. Và nếu như ai lấy 5 cây thì vẫn với giá tiền đó và được bao ship, đồng thời được tặng một trong 3 lọ này hoặc là gói này. Thì trong đó những cái loại này, sản phẩm này là bán 30.000 một lọ. Riêng cái gói kích hoa này thì là 25.000. Đó thì nếu như ai lấy cái gì cũng được. Đây là lọ siêu kích rễ và dưỡng mầm cây con. Lọ này thì thúc đẩy cho cây phát triển. Thời kỳ sinh trưởng và phát triển. Sản phẩm này thì nó bổ sung chủ yếu là chất canxi, giúp cho cứng cây, cứng lá và nó tăng cái sức đề kháng của cây để vượt qua các cái mùa mưa, mùa rét ấy. Trước đây khi tôi mua dùng là những cái lọ này tôi phải mua 38.000. Thì bây giờ tôi lấy về tôi bán là giá 30.000. Cái thể tích của nó là 40 ml, nó gấp đôi cái lọ của lọ Hùng Nguyễn ấy. Còn cái này là 25.000. Đó, lưu ý là khi nếu như ai lấy cái này về dùng ấy, chúng ta chỉ dùng một nửa liều lượng trong này thôi. Đây người ta viết là 1,5 đến 2 ml trên 1 lít nước thì chúng ta chỉ dùng là 0,7 đến 1 ml trên 1 lít nước thôi. Bởi vì loại này người ta dùng chung cho các loại cây hoa, cây cảnh.
và cây ăn trái. Do đó là đối với lan ấy, thì nó là một trong những cái dòng cây thân mềm và nó nhạy cảm với phân thuốc, nên chúng ta dùng liều lượng nhẹ. Người ta dùng từ 3 đến 5 lần thì chúng ta có thể dùng từ 4 đến 6 hoặc là 5 đến 7 lần, nhưng mà liều lượng nhẹ hơn. Như vậy là đối với tất cả những ai mà đặt hàng từ ngày hôm nay cho đến hết ngày mùng 5 tháng 9 là tôi sẽ thực hiện cái chính sách này. 3 cây thì được bao ship và 5 cây thì được bao ship và tặng kèm theo một sản phẩm bất kỳ này. Hoặc là 5 cây được bao ship và tặng thêm một cái cây ngọc điểm cỡ nhỏ. Đây, tầm nó như thế này. Giá bán thì nó cũng 35.000 một cây. Lá mít. Do đó ai lựa chọn cái gì cũng được. Lấy thêm cây hoặc là lấy thêm thuốc đều được. Cái cỡ cây thứ hai là đối với cây bé hơn. Cây này thì nó cũng năm nay nếu ai chăm tốt thì có thể Tết nó cho hoa bói. Còn không thì phải một năm nữa nó mới cho hoa được. Đấy, cây quy cách là như thế này. Khoảng 6 lá, 6 đến 7 lá. Cây thì nó cao chỉ có khoảng tầm 8 cm thôi. Bề ngang thì cũng đến 20 cm. Bề ngang của sải lá này khoảng 20 cm. Còn bề cao của mép lá này nó khoảng 8 cm thôi. Nói chung cây nó tương đối như thế này. Hôm trước thì bán 40.000 một cây. Hôm nay tôi bán 32.000 một cây. Đấy, bán cũng giống như là gần như là cái cây giống xíu xíu. Và không, cái này không bao ship. Lấy mấy thì cũng không bao ship. Lấy 5 cây thì cộng thêm 30.000 tiền ship. Và lấy 10 cây thì cũng cộng thêm 30.000 tiền ship. Riêng khi mà ai lấy 10 cây, tức là thành 320.000 cộng 30.000 tiền ship là thành 350.000. Và sẽ tặng kèm một lọ phân thuốc này. Chọn lọ nào cũng được. Hoặc là chọn cái loại kích hoa này cũng được. Đấy, như vậy là cái loại này nhé, là bán 32.000 một cây. Giá của nó chỉ bằng cây giống xíu xíu thôi. Và tôi về cũng đã xả thuốc rồi. Hiện nay là cây bắt đầu ra rễ mới này. Có những cây đã ra rễ mới. Còn cây nào mà bị yếu bị ấy thì nó đã bị chết rồi. Còn những cây còn lại đây thì có những cây rất khỏe. Về mọi người phục hồi lại rất là nhanh. Còn riêng đối với cái loại này, ai liên hệ mua thì tôi sẽ bán riêng. Cái loại này thì nó cao giá hơn. Ta gọi là lá mít, nhưng mà những loại này lá mít ở mức vừa phải. Chứ không phải là loại rụt rịt mà. Thực ra nói lá mít thì người ta cho ăn phân thuốc mọi người nhé. Chứ không phải là cái giống của nó như thế đâu. Họ cho ăn phân thuốc. Nhưng nếu như cho ăn phân thuốc ở mức vừa phải thì cây rất là đẹp. Lá cũng thế, rất là đẹp. Còn khi mà cho ăn quá liều ấy, thì nó sẽ rụt rịt lại và sau này rất ảnh hưởng đến sức khỏe và sự phát triển của cây. Những cây như thế này thì giá của nó tùy cây. Nó sẽ dao động từ 60 cho đến 80.000 một cây. Tùy mọi người. Nếu khi ai đó liên hệ thì tôi sẽ lựa chọn. Bởi vì những cây này nó có kích thước nó hơi hơi khác nhau một tí. Và cái số lượng lá thì nó cũng từ 7 đến 9 lá. Còn màu của các loại này nó đều là màu lộn xộn. Trong đó có cả màu như thân như thế này, là một là đỏ sắc pháo này, hai là bò sữa. Nhưng thiên về màu đỏ sắc pháo, đỏ đậm thì nhiều hơn. Những cây mà lá nó như thế này này. Hay là những cây mà lá trên cũng trắng và rễ, đầu rễ cũng trắng, không có cái màu gì á. Thường là một là hồng kính sen, hai là cam lửa, và ba là trắng và trắng chấm, hay là màu cam nhạt, thì nó đều là cái những cây như thế này cả. Tức là thân cây không có màu tím và rễ cây cũng không có màu tím, thì nó là như vậy. Và ai mua thì chúng ta nhắn tin để cung cấp số điện thoại và địa chỉ của người nhận. Hạn chế tối đa việc gọi, bởi vì thực tế là tôi không có thời gian để nghe máy nhiều. Mọi người cứ nhắn tin đó rồi tôi sẽ nhắn lại. Và thứ hai nữa là mọi người nhận cây thì kiểm tra cây và trả tiền cho người
người chuyển có nghĩa là bưu tá đấy, bưu tá họ sẽ nhận tiền, chúng ta không cần chuyển khoản trước. Xin cảm ơn cô chú anh chị em và tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt, chúc mọi người luôn luôn vui khỏe và hạnh phúc. Mong gặp lại mọi người ở những nội dung tiếp theo.